hai trận hồi chiều của LCK mà phân tích cái gì anh em? Nó chỉ đơn giản là outing thôi, có gì đâu mà phân tích. Cách để ngăn cản MU, cách ngăn cản MU bây giờ nó chính là hai cách, một là thể lực với lại thẻ phạt thôi, vì đội hình nó mỏng dính mà. Miu giúp Lu mua cả ký xoài 50.000 đồng, nếu rơi vào tình trạng bị công kích như gì mai thì có quân triều đình được không anh Lu? Nếu là anh thì anh sẽ giải quyết như nào? Nếu như có bất kỳ một cái cáo buộc nào mà làm ảnh hưởng tới danh dự của mình và nó không hề có bất cứ cơ sở gì cả, và thậm chí là trong một số tình huống nó không phải là những cái vấn đề vi phạm pháp luật, mình đang nói chung chung thôi nha, thì các bạn hoàn toàn có thể kiện được. Và bây giờ nhà nước mình hoàn toàn có thể xử lý những cái đó. Cơ bản là nếu mà không quên chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị dính vô kèo khoảng chừng 7 củ, mời lên phường làm giấy tờ. Cảm ơn Thơ Huỳnh nha. Anh có nghĩ là Hàn và Trung thống chỉ lâu quá nên đâm ra mấy khu vực khác cũng nản thì dẫn đến đét giải ca? Không, không tới mức đó đâu. Tại vì thực ra nó... cái giải quốc nội á, bỏ qua cái câu chuyện là cái giải quốc nội đó, cái đại diện giải quốc nội ra quốc tế nó như thế nào, thì cái giải quốc nội đó nó vẫn sẽ có một cái sự thu hút nhất định. Mình nói đơn giản như thế này, bóng đá Việt Nam đi, các bạn thấy là vươn tới tầm châu lục có được bao nhiêu cơ hội đâu, cũng chỉ lòng vòng Đông Nam Á. Nhưng mà một cái giải quốc nội như vậy, thực ra mặc dù nó không phải là một cái giải quốc nội được quan tâm một cách khủng khiếp, nhưng mà cái số lượng người theo dõi V-League và các giải bóng đá ở trong nước nó vẫn có, và thậm chí là vẫn có rất là nhiều. Cho nên là cái chuyện mà kết quả quốc tế nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm tới chuyện mà sự hấp dẫn của một cái giải đấu quốc nội đâu. Nhưng mà đó là nói riêng bóng đá thôi. Nói về esports hiện tại thì mình cũng không nghĩ rằng nó tới mức bi đát đến như vậy. Ví dụ như VSET chẳng hạn, các bạn thấy đi, bao nhiêu năm rồi, 10 năm rồi chúng ta có thành tích tiến bộ, thành tích quốc tế đâu, nhưng mà các bạn vẫn theo dõi một cách nhiệt tình thôi. Tụi LCS chẳng hạn, LCS á, view của nó thọt là tại vì chất lượng giải đấu của nó kém thôi, chứ nó không phải là do thành tích quốc tế. Con giúp Lu mua hai trái xoài 20.000 đồng. Đến thời điểm này sếp đánh giá hai đội nào sẽ đại diện LCK tham dự MSI ạ? Không hề thay đổi, T1 và DK sẽ là hai đội lấy vé. Từ đầu đến giờ cho tới thời điểm hiện tại chưa thay đổi. Cái LCS giải đấu của nó bị mất đi sự hấp dẫn là tại vì chất lượng giải đấu thôi, chứ nó không liên quan tới thành tích quốc nội đâu, thành tích quốc tế đâu. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Cái chuyện mà thành tích quốc tế của nó tệ nó chỉ là một trong số những nguyên nhân thôi, chứ nó cũng không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính đối với mình đó là việc cái chất lượng của nó, tức là chất lượng chuyên môn của giải đấu, và nó không có những cái yếu tố đi kèm, ví dụ như content theo kèm nó cũng không có gì hấp dẫn trong khoảng thời gian vừa qua. Cái thứ hai nữa là ở tại Bắc Mỹ nó bị cạnh tranh một cách khủng khiếp bởi một tựa game esports khác của nó, đó là Valorant. Nó bị cạnh tranh một cách khủng khiếp luôn, và đặc biệt là bây giờ Valorant đã chiến thắng, chính xác là Valorant đã chiến thắng ở Bắc Mỹ rồi. Tại vì bên phía của Riot đã chuyển lịch thi đấu của LCS qua giữa tuần để nhường cái slot cuối tuần dành cho Valorant, cho nên là nó bị cạnh tranh trên sân nhà thôi, chứ nó cũng không có gì gọi là do thành tích quốc tế quá nhiều đâu. Cảm ơn Hoàng Triều, Đặng Triều Hoàng, đọc tên. Esports Việt đang xuống dần cả luôn, FIFA đều tụt view nhiều. Liên Quân có tụt view không? Liên Quân có tụt view không? Thực ra đơn giản như thế này thôi các bạn. Bây giờ nói một cách dễ hiểu là càng ngày thì người xem sẽ càng có nhiều lựa chọn. Ví dụ như khoảng thời gian trước, Liên Minh, chỉ các bạn chỉ coi Liên Minh thôi. Nói về esports Việt Nam, các bạn chỉ có Liên Minh để coi thôi. Những lựa chọn khác gần như là không có, hoặc là rất ít. Có thể là có Dota với lại CSGO, nhưng mà lúc đó CSGO cũng chưa thực sự phát triển mạnh. Đó, nhưng mà sau này bây giờ có thêm từ Liên Minh, xong thành Liên Quân, xong sau đó CSGO phát triển, rồi có thêm cả Free Fire, rồi bây giờ có thêm cả Valorant. Thì nói chung là bây giờ cái số lượng những cái tựa game esports để một người xem có thể xem nó rất là nhiều. Thì nhìn chung cái số view nó cũng sẽ phải giảm thôi. Chưa kể là sẽ có một cái nữa là một cái số lượng, bây giờ khi mà khán giả người ta trưởng thành ra khỏi cái tuổi đó rồi thì người ta cũng sẽ không coi nữa, và không một cái lứa mới. Nói đơn giản đi, các bạn có thể chơi Liên Minh từ hồi các bạn 14-15 tuổi đi, nhưng mà sau đó các bạn đi làm, các bạn lập gia đình, các bạn có những cái mối quan tâm khác, các bạn không thể nào dành thời gian cho game nữa, thì đó, những cái người đó sẽ mất đi. Nhưng mà cái số lượng người chơi mới và người xem mới đến Liên Minh nó không thể nào bù lại con số người đã mất đi đó.
thì nó là cái vòng, nó là cái chuỗi, nó bắt buộc phải đến như vậy thôi. Chứ nó cũng không phải có một cái lý do cụ thể nào cả. Cảm ơn Jintama nha. Chưa đặt tên 439 đã rescan 20.000 đồng. Cặp bot T1 kinh dị quá anh ạ, Guma và cả Keria. Cảm ơn 439 nha. Thì nó thực ra nó out trình từ mùa giải trước, chỉ có là mùa hè thằng Guma Yushi xuống phong độ. Chứ nó không là nó thống trị 2 năm rồi còn gì. Để coi là đợt này mình lỡ mà đi MSI thọt không biết về mùa hè xuống không đâu. mùa năm ngoái đúng không, nó xuống phong độ một cách rất là bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước. Có đánh không? Có, sức đề tuần này đánh 2 trận ngon. Sức đề tuần này hai cái chú free à, không, cái chuối thứ hai cũng hơi chua nha, nhưng mà khả năng là vẫn có khả năng là ăn được nha. Cảm ơn Lê Đạo Hữu. Sao không, cái drama đó, cái drama giữa media SBTC với lại media của Cerberus thực ra nó cũng có nguồn gốc từ mình đúng không? Ý là không mình là nơi đã góp phần sinh ra cái drama đó. Nhưng mà mình nói như thế này, mình thấy góc nhìn của mình á, từ bên phía của SBTC, cái người mà đưa ra comment đó, nó bị cái gọi là bị thiếu tế nhị thôi. Nó chỉ là gọi bị thiếu tế nhị thôi nha anh em. Chứ cái thắc mắc đó là một cái thắc mắc chính xác. Chỉ khi mà bên phía của Thảo á, Thảo giải thích cho mình, Thảo giải thích cho trong cái buổi stream đó, Thảo giải thích mà đó là những bạn sinh viên thực tập và các bạn không có nhiều kinh nghiệm và các bạn là những người làm việc bán thời gian. Và đó thì nó chỉ được như vậy, nó chỉ như vậy thôi. Chứ cái câu hỏi đó nếu như mà không có, nếu như mà Thảo không đưa ra những cái thông tin bổ sung thêm thì bản thân mình cũng sẽ, mình nói thật với các bạn, khi mà bên phía Thảo kể về số lượng nhân sự của Cerberus, mình cũng bật ra câu hỏi đó mà. Nhưng mà lúc đó mình chưa kịp hỏi thì Thảo đã giải thích là tại sao đông người như vậy, nhưng mà nó là như vậy. Ừ, tại vì nhân sự đó là đều là các bạn sinh viên rồi không có kinh nghiệm và đang ở trong giai đoạn thử việc các thứ đó. Thì cái chuyện mà một người làm, và thật sự con số người đó của một team media là rất lớn. Con số, mình nói thật, con số đó của một team media, số lượng người như vậy là nó rất lớn chứ không phải là không. Cho nên là khi mà người ta chưa nhận đủ thông tin mà người ta bật ra một câu hỏi như vậy thì câu hỏi đó là có cơ sở. Chỉ là thứ nhất là cái câu chuyện là một người đồng nghiệp, và thứ hai là hỏi ở một chỗ public như vậy thì nó, với lại không tìm hiểu một tí thì nó cũng hơi kỳ thôi. Chứ cái câu hỏi đó, câu hỏi đó đâu có sai đâu anh em. Chỉ là cái thời điểm và cái cách nó không nghe không lọt tai lắm. Nhưng mà mình có 3-5-2 nha. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục có những phút giây giải trí và tiếp tục nuôi được hy vọng với Liên Minh, nuôi đam mê với Liên Minh Huyền Thoại. Ngay buổi tối hôm đó, thằng Tiến nó gửi cho mình coi cái đó, xong mình mới kêu à ngon quá. Đúng là tại VSET, làm gì làm không biết, drama nó vẫn xuất hiện một cách rất là organic, rất là tự nhiên. Mình kêu à được rồi, anh thấy là cái drama này là một cái drama cũng xuất hiện, nó cũng hay, nó cũng chưa tới mức gọi là toxic quá. Cho tới thời điểm hiện tại mình cũng dòm dòm, nói chung là mình cũng dòm dòm. Mình cũng thấy à thôi, cái drama này nó cũng tới mức này, nó cũng chưa phải là toxic quá, nó cũng tốt. Mà nó thấy ừ, cái này có cái này cũng tốt. Mình nói thật với các bạn, drama VSET nó ra một cách tự nhiên lắm, chứ nó không có ai mà cài cắm giật dây hay là lên kế hoạch để tạo drama, để tạo điểm nhấn hay tạo sự quan tâm cho giải cả. Nó xuất hiện một cách rất tự nhiên.
Thì mình thấy là đối với mình thì mình đã nói với các bạn rất nhiều rồi, drama là một phần không thể thiếu của thể thao. Nó phải có những cái ngoài chuyên môn nó mới vui. Thì về cơ bản thì đối với mình đó là một cái chuyện tốt. Mặc dù là cái này chắc là nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới trận đấu FPTC với lại Cerberus đâu ha. Này cười Canna, Canna nó buồn cười thiệt chứ. Mình nghĩ là thằng Canna là nó vẫn chưa cải thiện được vấn đề về mặt tâm lý đâu. Nói chung là mình cảm giác là thằng này cái vấn đề của nó là về mặt tâm lý á. Thằng này cái trần của nó cao mà anh em. Nè các bạn đừng có kêu là mình nói không có nói có sách mách không có chứng. Không phải tự nhiên mà cả T1 lẫn DK đều đã từng đặt niềm tin vào nó. T1 đã từng đặt niềm tin rồi nha. Mà chỉ là nó không đạt được thì mới thải thôi. Chứ là T1 cũng đặt niềm tin vào nó. Tức là thằng này nó có cái tiềm năng đó, nhưng mà bây giờ nó đang bị vấn đề về mặt tâm lý. Chứ đợt đó mà các bạn tin không, đợt đó mà thằng Canna nó mà không quậy, nó không đòi tăng lương nhiều khi T1 giữ nó tiếp một mùa nữa, các bạn tin không? Giấu tên 102 đã uy scan 5.000 đồng. Anh luôn nghi TFT mua nào hay anh cũng không biết nữa, tại vì anh chơi rất là nhiều, anh không để ý lắm, mùa nào anh cũng chơi, cho nên anh cũng có cái mùa rồng là anh không chơi thôi, cho nên anh cũng không có cái mùa nào anh thích nhất. Anh thích nhiều mùa lắm. Nếu như đợt đó, các bạn tưởng tượng nếu như đợt đó mà nó không quậy thì là nhiều khi giữ lại chứ không phải là không đâu. Cho nên là mình nghĩ là nó là một thằng, bây giờ vấn đề là làm sao mà giải quyết được cái bài toán về mặt tâm lý thôi. Chứ nếu như mà nó không bị tâm lý, các bạn thấy nó đánh nét lắm bộ. Con dây của nó thực ra là trừ những trận nó thọt thì những trận nó không thọt nhìn cũng nét lắm bộ. Combo này nọ các thứ nhưng cũng mượt đúng không? Mà chỉ là tâm lý nó kém thôi. Lê Đạo Hữu giúp Lu mua xoài 5.000 đồng, rớt mùa sau đòi tăng lương thì có bị kích cô A mặt cười. Cảm ơn Lê Đạo Hữu nha. Mình nghĩ là mấy thằng T1 hiện tại nó nên nó thực ra nó tụi nó là những thằng mình nghĩ là đủ thông minh, nhìn vào tấm gương của Faker. Cái đội này nó sẽ là cái bàn đạp tốt nhất. Tại vì thực ra là không chỉ là mặt thành tích hiện tại về mặt con người thì không nói, mà thực ra cái tỷ lệ thành công của đội này bây giờ cao đó. Tại sao phải cố gắng để làm ảnh hưởng làm gì? Chuẩn bị nước rút rồi anh chửi DK nhiều được không anh? Anh vẫn chửi mà hồi chiều này. Hồi chiều mình nói thật với các bạn là mình hiện tại mình vẫn tin rằng DK sẽ lấy một trong hai vé đến MSI. Nhưng mà chửi thì mình vẫn chửi, mà như các bạn thấy cái trận thắng chiều nay mình có khen gì nhiều đâu. Mình còn nói luôn là mấy cái trận này, mấy trận farm gà bố mày không quan tâm. Khi nào mày thắng Genji đi rồi mày nói chuyện với tao. Là mình chửi nặng luôn chứ không. Thắng một cách rất là clean, rất là gọn, rất là sạch. Mà mình còn không khen, mình còn kêu là farm gà này. Lê Đạo Hữu giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Mai anh khen T1 xem thử xem có thua bro không V. Cảm ơn Lê Đạo Hữu nha. Thua cái gì mà thua, bây giờ là chỉ có chờ thôi. Bây giờ các bạn yên tâm đi, T1 sẽ thắng tất cả các trận. Bây giờ chỉ chờ cái trận DK coi mình có đáng đúng là thua DK hay không. Bây giờ mình chỉ có dự đoán như vậy. Mình nghĩ là trận thua duy nhất của T1 ở lượt về này sẽ là trận thua trước DK. Đó. Còn lại tất cả các trận khác thì không thua. Cả Genji đánh rồi, cả Hanolai cũng không có trận thắng lượt về đâu anh yên tâm. Lượt về mà T1 thua Hanolai Sport trừ một cái đầu của Lu, chắc đến mức đó luôn. Cảm ơn 451 nha. Có sao mấy cái này đã nói từ đầu mùa rồi mà